doanh nhân người Ý bị bắn chết ở Đông Nam Mexico. Chính quyền địa phương cho biết, doanh nhân gốc Rafael Tunegui đã bị bắn chết hôm thứ Sáu ngày 1 tháng 7, gần một trường tiểu học ở Đông Nam Mexico. Theo nhà chức trách, một vài người đàn ông mang theo vũ trang đã chặn chiếc BM lúc mà Tunegui đang di chuyển và bắn vào người anh ta khi đang trên đường đến đón con gái đi học. Ngay sau đó, văn phòng công tố địa phương đã mở một cuộc điều tra để truy bắt những kẻ xả súng. Truyền thông địa phương cho biết, Rafael Tunegui là một doanh nhân sở hữu khách sạn sang trọng Quinta Chanana, gần khu khảo của Palenque, Tunevi cũng là một chuyên gia tìm hiểu về văn hóa tiền Tây An Nha. Phụ sát hại doanh nhân khách sạn xảy ra trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng ở Chiapa, một trong những khu vực nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất của Mexico. Đây là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của đất nước, lao vào tình trạng báo động. Bạn bè và gia đình thương tiếc cho doanh nhân ý bị giết ở Mexico. Bạn bè và người thân tiễn biệt ra phái Otunisi vào thứ bảy, mùng 2 tháng 7 một ngày sau khi doanh nhân khách sạn gốc Ý bị bắn chết ở Đông Nam Mexico. Âm nhạc Meliachi và một nghi lễ của người Meza đi kèm với sự đánh thức và chôn cất của Tunisia ở Berlenque. Hôm thứ Bảy, Đại sứ quán Ý tại Mexico đã thuyết lời chia buồn của họ về vụ giết người của Tunisia và cho biết các quan chức của họ đang liên hệ với các nhà chức trách Mexico để làm rõ vụ việc, hướng dẫn viên du lịch địa phương, Mizet Lucas, nói. Thay mặt cho tất cả các ngành du lịch, tôi yêu cầu công lý, cả ba cấp chính quyền và cơ quan chức năng từ Đại sứ quán của hai quốc gia nơi ông mang quốc tịch cần phải ra tay và đưa ra công lý vì đây là tội ác khủng khiếp đang diễn ra ở Mexico. Thật không công bằng khi bạn của chúng tôi bị tấn công theo cách này. Doanh nhân ở Berlin Cray, Antonio Cozzi, nói, Chúng tôi tin tưởng rằng các nhà chức trách đang làm mọi thứ có thể để xóa bỏ tình trạng đáng buồn này. Đây là một vụ giết người hèn nhất.